bạch thế tôn bát nhã ba la mật đa như vậy là ba la mật đa bố thí phật dạy như vậy là vì bố thí và keo kiệt chẳng thể nắm bắt được Bạch Thế Tôn, bát nhã ba la mật đa như vậy là ba la mật đa tịnh giới. Phật dạy như vậy là vì trì giới và phạm giới chẳng thể nắm bắt được. Bạch Thế Tôn, bát nhã ba la mật đa như vậy là ba la mật đa an nhẫn. Phật dạy như vậy là vì nhẫn nhục và sân nhuế chẳng thể nắm bắt được. Bạch Thế Tôn, bát nhã ba la mật đa như vậy là ba la mật đa tinh tấn. Phật dạy như vậy là vì tinh tấn và giải đãi chẳng thể nắm bắt được. Bạch bạch thế tôn bát nhã ba la mật đa như vậy là ba la mật đa tịnh lự phật dạy như vậy là vì tịnh lự và tán loạn chẳng thể nắm bắt được bạch thế tôn bát nhã ba la mật đa như vậy là ba la mật đa bát nhã phật dạy như vậy là vì thiện tuệ và ác tuệ chẳng thể nắm bắt được bạch thế tôn bát nhã ba la mật đa như vậy là ba la mật đa phương tiện thiện xảo phật dạy như vậy là vì phương tiện thiện xảo và không phương tiện thiện xảo chẳng thể nắm bắt được bạch thế tôn bát nhã ba la mật đa như vậy là ba la mật đa nguyện phật dạy như vậy là vì pháp nguyện và không nguyện chẳng thể nắm bắt được bạch thế tôn bát nhã ba la mật đa như vậy là ba la mật đa lực Phật dạy như vậy là vì lực và vô lực chẳng thể nắm bắt được. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy là Ba La Mật Đa Trí. Phật dạy như vậy là vì pháp trí và vô trí chẳng thể nắm bắt được. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy là Ba La Mật Đa Mười Địa Bồ Tát. Phật dạy, như vậy là vì mười địa và mười chướng chẳng thể nắm bắt được. Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật Đa như vậy là Ba La Mật Đa ba bốn tịnh lự, phật dạy như vậy là vì pháp bốn tịnh lự chẳng thể nắm bắt được. bạch thế tôn, bát nhã ba la mật đa như vậy là ba la mật đa bốn vô lượng, phật dạy như vậy là vì pháp bốn vô lượng chẳng thể nắm bắt được bạch thế tôn bát nhã ba la mật đa như vậy là ba la mật đa bốn định vô sắc phật dạy như vậy là vì pháp bốn định vô sắc chẳng thể nắm bắt được bạch thế tôn bát nhã ba la mật đa như vậy là ba la mật đa năm loại mắt Phật dạy như vậy là vì Pháp năm loại mắt chẳng thể nắm bắt được. Bạch Thế Tôn bát nhã ba la mật đa như vậy là ba la mật đa sáu phép thần thông. Phật dạy như vậy là vì Pháp sáu phép thần thông chẳng thể nắm bắt được. Hết quyển thứ 296